Và ngày hôm nay sẽ là cái tập 3 của cái Bunny's Easy Hair Tutorial. Và ngày hôm nay á, quên, và nếu như các bạn nào mà chưa có xem tập 1 với lại tập 2 á, thì Bunny xin các bạn hãy bấm nói chung là đâu đây á, trong cái video này để mà xem tập 1 với lại tập 2 trước. Và nếu như mà các bạn xem cái video này trong cái phone của các bạn á, thì cái annotation nó sẽ không có hiện ra. Thì nếu như vậy á, thì Bunny đã để mấy cái link ở dưới cái description box của Bunny ở dưới đây á, thì các bạn hãy bấm vào dưới đó để mà xem tập 1 với lại tập 2 trước. Còn để nói lần nữa, đây sẽ là tập 3. Và tập 3 của ngày hôm nay á, thì Bunny sẽ dạy cho các bạn làm cách tóc quăng mà cái kiểu mà là gợn sóng mà nó nhìn giống như là gãy gãy á. Và cái kiểu này á, là Bunny được khá là nhiều bạn yêu cầu Bunny làm từ năm ngoái á, lúc mà Bunny làm cái video makeup egg your style á. Và nếu mà ai chưa có xem cái makeup đó á, thì các bạn hãy bấm vào khuôn mặt của Bunny hoặc là cái link nó sẽ ở dưới cái description box cho các bạn xem để mà hiểu. Và trong cái video đó thì Bunny được khá là nhiều bạn yêu cầu Bunny ơi, Bunny làm cái kiểu tóc này đi, cái kiểu tóc này gọi là cái kiểu tóc gì vậy, bởi vì nó dễ thương quá. Và nói chung là Bunny vừa lười nè và vừa bận á, cho nên Bunny không có thời gian để mà dạy cho các bạn làm cái kiểu tóc đó. Nhưng mà ngày hôm nay Bunny sẽ dạy cho các bạn và cái kiểu nói sai nữa. Nói chung là dạy makeup nhiều quá quen á, cho nên lúc mà dạy tóc á, cứ quen nói như vậy makeup mà. Nhưng mà ngày hôm nay á, nói chung là Bunny sẽ dạy cho các bạn á cách mà Bunny làm cái tóc mà gợn sóng mà cái kiểu mà gãy gãy nha. Và trước khi mà Bunny bắt đầu cái video này á, thì Bunny sẽ nói cho các bạn biết những gì mà các bạn cần để mình thực hiện cái kiểu tóc này. Và cái món đầu tiên mà các bạn cần á là cái cây này. Bunny nói thật, Bunny cũng không biết cái cây này gọi là cái gì nữa, nhưng mà nói chung là các bạn có thể gọi cái cây này là cái cây uống gợn sóng á, mà là cái loại mà nhỏ mà gãy gãy á, nói chung là như vậy. Nói chung là Bunny không có biết. Sau đó các bạn cần cái kẹp tóc, và món cuối cùng là cái cây lược. Và một lần nữa, ai mà coi tập 1 thì sẽ hiểu, nhưng mà để nói lại á, cho những người nào đó không hiểu á, nhưng mà làm ơn coi tập 1 cho tập 2 để hiểu với các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào không biết á, thì Bunny chưa có thời gian để mà mua cái chai xịt tóc ở đây để mà dưỡng tóc á, cho nên Bunny sẽ không có dùng chai xịt tóc. Và nhưng mà nếu như các bạn có nhà thì các bạn nên dùng, Bunny khuyến khích các bạn dùng. Ok, và cái điều đầu tiên mà Bunny sẽ làm á, thì Bunny sẽ một lần nữa chia cái tóc Bunny ra, rồi lấy cái kẹp tóc để mà kẹp nó vào. Sau đó Bunny sẽ dùng cái cây này nè, và Bunny chỉ kẹp cái tóc Bunny giống như vậy thôi. Chờ mấy giây á, cỡ 10 giây đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi buông ra. Thấy không? Sau đó Bunny lại kẹp xuống dưới, nên nói chung là kẹp đến khi nào mà Bunny đi xuống dưới đuôi luôn á, rồi Bunny sẽ ngừng. Và Bunny sẽ làm như vậy cho hết cái đầu của Bunny luôn. Và yeah, cái kiểu tóc gợn sóng. Bunny vừa mới nghĩ ra được cái tựa đề cực kỳ hay cho cái tựa đề của cái tóc của ngày hôm nay. Và Bunny sẽ gọi cái này là Messy Beachy Hair Wave Tutorial. Và nếu mà ai hiểu cái câu đó thì Bunny xin các bạn hãy tốt bụng và dịch xuống dưới cho những bạn khác mà không hiểu nha. Bởi vì cái câu này nó thật Bunny cũng chả biết dịch nó làm sao cho tiếng Việt cho nó hay hay nữa. Cho nên nếu mà ai hiểu câu này thì Bunny xin các bạn hãy dịch ra dùm cho những bạn khác, và những bạn khác đã hiểu nha. Vậy nha, nói chung là cái kiểu tóc này đã xong. Và nếu như mà ai muốn biết cách mà Bunny làm kiểu makeup giống như vậy nào, thì Bunny mời các bạn hãy bấm vào khuôn mặt của Bunny hoặc là click có thể ở dưới cái description box cho các bạn xem nha. Và nếu như mà các bạn thích cái kiểu tóc này á, thì Bunny xin các bạn hãy bấm 3 nút like, share và subscribe nha. Và một lần nữa, Bunny rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã bỏ ra một thời gian để mà xem những cái video này của Bunny. Và một lần nữa, ai mà chưa xem tập 1 với lại tập 2 á, thì Bunny xin các bạn hãy xem tập 1, tập 2 nha. Và yeah, Bunny bye bye các bạn nha. Bye bye. Và Bunny hẹn gặp các bạn trong cái video lần sau. Bye bye. Bye.